Trong cảnh mở đầu, chúng ta được giới thiệu về nhân vật chính là Anita, người được đưa vào trại tâm thần. Có vẻ như cô ấy là một bệnh nhân nguy hiểm. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi cô ấy tấn công một y tá mà không có lý do. Anita bị ném vào một phòng giam tối tăm như một hình phạt, và trong thời gian ở đó, cô ấy đã kể lại tất cả những sự kiện trong kiếp trước của mình. Câu chuyện sau đó chuyển sang một phân đoạn hồi tưởng, đưa chúng ta đến Devin Kettler, một thị trấn nhỏ được đặt tên theo một thác nước bí ẩn. Không hiểu sao, thác nước chảy từ trên cao xuống hố sâu không bao giờ ra được. Không ai biết nó đi đâu và ngay cả các nhà khoa học cũng bối rối trước hiện tượng này. Anita sau đó kể tiếp về người bạn thân nhất của cô ấy là Jennifer, một hoạt náo viên nổi tiếng và quyến rũ ở trường đại học của họ, và tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, mặc dù có rất ít điểm chung nhưng cả hai đều thích làm bạn với nhau. Anita cũng có một người bạn trai tên là Chip, nhưng cô ấy dành tình cảm cho người bạn thân của mình nhiều hơn là cho bạn trai lãng mạn của mình. Vào một buổi tối, Jennifer mời Anita đến một quán bar ở địa phương, nơi một ban nhạc indie rock tên là Low Thunder sẽ biểu diễn. Khi họ đến nơi, Jennifer bị thu hút bởi nghệ sĩ biểu diễn chính, Nicola, vì vậy cô ấy đã tìm cách tiếp cận anh ấy. Sau khi cả hai trò chuyện một lúc thì Jennifer rời đi lấy đồ uống. Khi cô ấy đi xa, Nicola tiếp cận những người bạn cùng nhóm của anh ấy và thảo luận về trinh tiết của Jennifer, nói rằng cô ấy sẽ là người hoàn hảo cho dự án của họ. Anita vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ, cảm thấy kỳ lạ nên sau đó cô đã chia sẻ nó với người bạn thân nhất của mình. Tuy nhiên, Jennifer không quan tâm nhiều về điều đó. Ngay sau đó, ban nhạc bắt đầu biểu diễn và mọi người bắt đầu tận hưởng. Tuy nhiên, do chập điện đột ngột, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra khắp quán. Sự hỗn loạn xảy ra khi mọi người đang cố gắng cứu lấy mạng sống của mình. Giữa sự hỗn loạn, hai người bạn cố gắng trốn thoát qua cửa sổ phòng tắm. Đáng ngạc nhiên là các thành viên ban nhạc đã ở bên ngoài, cư xử thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Họ nói chuyện một lúc và thật bất ngờ. Nicola mời Jennifer tham gia cùng họ. Toàn bộ sự việc khiến Anita lo lắng nhưng Jennifer đồng ý ngay lập tức mà không do dự. Cô ấy thậm chí còn phớt lờ người bạn thân nhất của mình và lên xe với các chàng trai. Sau khi họ lái xe rời đi, Anita trở về nhà và ngay lập tức liên lạc với bạn trai của mình, chia sẻ chi tiết về vụ việc với anh ta. Giữa cuộc trò chuyện của họ, Anita giật mình bởi tiếng chuông cửa, khiến cô càng sợ hơn. Cô từ từ đi xuống cầu thang và mở cửa, nhưng không phát hiện ra ai bên ngoài. Với cảm giác bất an, cô trở về phòng, nhưng sau đó nghe thấy tiếng động từ nhà bếp. Anita cố gắng xem có chuyện gì thì bất ngờ khi nhìn thấy Jennifer người bê bết máu. Càng ghê rợn hơn khi cô ấy nở một nụ cười quỷ dị. Jennifer sau đó mở tủ lạnh và bắt đầu ăn ngấu nghiến thịt gà sống. Ngay sau đó, cô ấy hét lên đến nghẹt thở và nôn ra một vệt chất lỏng sẫm màu. Có vẻ như cô ấy đã bị ám bởi một loại ma quỷ nào đó. Anita lúc này vô cùng hoảng sợ. Cô nàng cố gắng kêu cứu nhưng Jennifer đã nhanh chóng ghì chặt cô ấy vào tường. Sau đó, khi Jennifer chuẩn bị cắn vào cổ Anita, nhưng có thứ gì đó chiếm lấy cô ấy và cô ấy đột nhiên bỏ chạy khỏi đó. Sáng hôm sau ở trường, Anita tỏ ra bối rối, không thể quên đi những hình ảnh kinh hoàng của đêm hôm trước. Cô ấy cũng lo lắng cho người bạn thân nhất của mình, nhưng ngạc nhiên, Jennifer xuất hiện trong trạng thái hoàn toàn bình thường và xua tan những lo lắng của Anita. Ngay sau đó, giáo sư của họ gửi lời chia buồn đến những người đã thiệt mạng trong sự cố tại quán bar đêm hôm trước. Mọi người đều đau buồn trước tin này, nhưng Jennifer vẫn thờ ơ và thậm chí còn buông lời chế giễu. Anita bối rối và tự hỏi chuyện gì xảy ra với người bạn thân nhất của mình. Cô ấy biết rằng hành vi của Jennifer có liên quan đến ban nhạc Low Thunder. Sau đó, Anita tìm Chip và kể cho anh ta mọi thứ về Jennifer, bao gồm cả vẻ ngoài ác quỷ của Jennifer ngày trước. Mặt khác, Jennifer tiếp cận Jonas, đội trưởng đội bóng đá của trường đại học, người đang đau buồn vì mất đi người bạn thân nhất của mình. Người cũng đã chết trong vụ hỏa hoạn. Với lời an ủi chân thành, Jennifer dẫn anh đến khu rừng phía sau trường đại học. Khi đến đó, cô bắt đầu quyến rũ anh ta, trong khi một số loài chim và động vật bắt đầu vây quanh họ một cách bí ẩn. Ngay khi Jonas chuẩn bị hỏi thêm, Jennifer biến thành hình dạng ác quỷ của mình và đâm thủng bụng anh ta cho đến chết một cách dã man. Tiếng hét ớn lạnh của anh ta được nghe thấy bởi một giáo sư đại học. Ông nhanh chóng chạy đến hiện trường và tìm thấy xác của anh đã bị cắt xén. Vào một buổi tối muộn, Anita và Jennifer nói chuyện qua điện thoại. Anita vẫn còn ám ảnh bởi vụ việc hôm trước, nhưng Jennifer thúc giục cô ấy hãy quên nó đi, nhấn mạnh rằng cuộc sống quá ngắn ngủi để lo lắng về những điều này. Giữa cuộc trò chuyện của họ, Jennifer đã cố tình đốt lưỡi mình bằng một chiếc bật lửa, nhưng cô ấy vẫn bình an. Ngay sau đó, Anita nhận cuộc gọi từ bạn trai của cô. Anh thông báo cho cô về vụ án mạng của Jonas, khiến cô càng lo lắng nhiều hơn. Trong khi đó, Low Thunder lại trở nên nổi tiếng nhờ những tin đồn vô căn cứ rằng họ đã cứu rất nhiều người trong vụ cháy. Hàng trăm nghìn người bắt đầu yêu cầu họ tổ chức một buổi hòa nhạc từ thiện tại các trường học địa phương, và buổi biểu diễn cuối cùng cũng đã được xác nhận. Sau đó, bộ phim chuyển cảnh vào một tháng sau, người dân địa phương, bao gồm cả Anita,
cuối cùng đã có thể mỉm cười và bước tiếp sau sự cố bi thảm. Tuy nhiên, Jennifer tỏ ra lờ đờ, mệt mỏi và không khỏe. Một ngày nọ, sau giờ học, khi Jennifer và Anita đang đi dọc hành lang thì một người bạn cùng lớp tên Colin đến và hẹn Jennifer đi chơi. Đáng ngạc nhiên là Jennifer chấp nhận lời mời và nhắn tin cho anh ta địa chỉ của cô ấy, mời anh ta đến chỗ của cô ấy. Tối hôm đó, Colin háo hức lái xe đến địa điểm do Jennifer cung cấp. Trong khi Anita và Chip dành thời gian thân mật bên nhau, khi đến nơi, Colin nhận ra rằng khu vực này vắng vẻ và ngôi nhà trước mặt vẫn đang được xây dựng. Mặc dù vậy, anh vào nhà và gặp Jennifer, người đã khiến anh giật mình trong giây lát từ phía sau. Không lãng phí thời gian, cô bắt đầu quyến rũ và hôn anh. Trong vài phút đầu tiên, mọi thứ diễn ra bình thường và anh chàng tội nghiệp đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nhưng sau đó, anh nhận thấy một sự thay đổi đáng ngờ trong ánh mắt của Jennifer. Colin cố gắng chạy trốn nhưng cô gái độc ác một lần nữa biến thành hình dạng ác quỷ và giết chết anh không thương tiếc. Cô ấy thậm chí còn uống máu của anh ta một cách tàn bạo. Trong khi đó, Anita, người đang say đắm trong tình yêu lãng mạn, đột nhiên bắt đầu bị ảo giác. Cô ấy nhìn thấy linh hồn của Jonas trên chiếc ghế dài và máu từ trần nhà nhỏ xuống. Những ảo giác này làm cô bắt đầu sợ hãi, khiến cô đột ngột rời khỏi chỗ của Chip và lái xe rời đi. Tuy nhiên, mọi lo lắng vẫn chưa kết thúc khi cô suýt chút nữa đã tông phải Jennifer, người đang bê bết máu. Hoảng sợ, Anita vội vã trở về nhà và nhốt mình trong phòng ngủ, cố gắng trấn tĩnh tâm trí đang rối bời của mình. Cô ấy nằm xuống giường. Tuy nhiên, trước sự run sợ của Anita, cô lại thấy Jennifer có mặt trong phòng của mình, xuất hiện với hình dáng bình thường trở lại. Điều này khiến Anita bối rối, khiến cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Và trước khi cô kịp phản ứng, Jennifer đã bất ngờ hôn lên môi cô ấy, với ý định giúp cô ấy thư giãn. Sau những chuyện đó, Jennifer bắt đầu tiết lộ một sự thật gây sốc. Low Sonder, ban nhạc trong vụ cháy quán bar, đã đưa cô đến thác nước bí ẩn tương tự và hiến tế cô như một vật hiến tế trinh tiết cho Satan để đổi lấy danh tiếng và tài sản của họ. Cô ấy còn tuyên bố rằng mặc dù cuộc hiến tế thành công, nhưng cô ấy không chết vì cô ấy không thực sự là một trinh nữ. Tuy nhiên, Jennifer giải thích rằng cô ấy không bao giờ có thể trở về như bình thường được nữa, vì cô ấy đã bị Satan chiếm hữu vĩnh viễn. Sau vụ việc, cô nhớ mình đã tỉnh dậy mà không hề hấn gì. Ngay cả khi bị các thành viên ban nhạc đâm nhiều nhát, Jennifer còn tiết lộ rằng trên đường trở về nhà, cô ấy cảm thấy vô cùng đói. Vì vậy, cô ấy đã ăn thịt nạn nhân đầu tiên của mình, một sinh viên ngoại quốc, người được cho là đã chết trong đám cháy. Sau khi giải thích tất cả những điều này, Jennifer đề cập đến một điều thậm chí còn gây sốc hơn. Vào đêm định mệnh đó, cô cũng định ăn thịt Anita, nhưng đến giây cuối cùng, cô đã thay đổi quyết định vì vẫn còn tình cảm với người bạn thân của mình. Jennifer tiếp tục giải thích rằng sau khi ăn, cô có thêm sức mạnh và có thể chịu đựng hầu như mọi vết thương mà không bị đau. Để chứng minh điều này, cô ấy cố tình cắt tay và tạo ra một vết thương lớn, nhưng nó ngay lập tức tự chữa lành chỉ trong vài giây. Choáng ngợp trước những tiết lộ kinh hoàng, Anita yêu cầu Jennifer rời đi. Jennifer nhẹ nhàng nhảy khỏi cửa sổ tầng 2, cách mặt đất khoảng 20m trong sự ngỡ ngàng của Anita. Trong cảnh tiếp theo, Anita bắt đầu tiến hành nghiên cứu những điều huyền bí để có thể tìm hiểu thêm về những chuyện đáng lo ngại gần đây. Vì điều này, cô đi vào khu vực sách tâm linh trong thư viện trường đại học của mình và bắt đầu đọc những cuốn sách về những điều huyền bí và sự hy sinh của trinh nữ cho quỷ Satan. Sau rất nhiều nghiên cứu, cuối cùng cô cũng biết được rằng người bạn thân nhất của mình thực ra là một yêu nữ, một sinh vật siêu nhiên ăn thịt người. Những sinh vật này chỉ có thể bị giết khi chúng đói và yếu. Sau đó, Anita chia sẻ những phát hiện của mình với bạn trai của cô ấy, Chip, mong nhận được sự thông cảm và hỗ trợ. Thật không may, anh ta bác bỏ những tuyên bố của cô ấy và gợi ý rằng cô ấy có thể cần được hỗ trợ về tinh thần. Khi cả hai tiếp tục trò chuyện, một suy nghĩ bất ngờ ập đến với Anita, khiến cô ngay lập tức phải chia tay với bạn trai của mình. Lý do rất đơn giản, vì cô biết rằng khi cô ở gần anh ta có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của anh. Đó không phải là tất cả, Anita thậm chí còn cấm anh ta tham gia chương trình đại học sắp tới. Tuy nhiên, Chip tỏ vẻ khó hiểu, anh tức giận bỏ qua lời cảnh báo của cô ấy và bỏ đi. Vào ngày chương trình đại học diễn ra, Anita hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Jennifer, quyết tâm để mắt đến cô ấy. Trong khi đó, Jennifer chặn Chip đang trên đường đến tham dự chương trình. Cô ấy xảo quyệt biện chuyện, nói rằng Anita ngoại tình với Colin. Sau đó, cô ấy dẫn anh ta đến một hồ bơi bỏ hoang, sử dụng chiến thuật quyến rũ giống như cô ấy đã sử dụng để giết các nạn nhân trước đây của mình. Trở lại với chương trình, Anita ngày càng lo lắng khi Jennifer không đến trong một thời gian dài. Khi không thể chờ đợi thêm được nữa, cô chạy đến nhà Chip để kiểm tra anh và biết được anh ta đã rời nhà để đến tham dự chương trình. Lo lắng rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra, Anita bắt đầu tìm kiếm xung quanh và cuối cùng cô đến được hồ bơi bỏ hoang, nơi cô nhìn thấy Jennifer đang ăn thịt bạn trai của mình. Anita ngay lập tức nhảy xuống hồ bơi mà không cần suy nghĩ và bắt đầu chiến đấu với Jennifer.
Cô ấy dùng bình xịt hơi cay vào Jennifer, nhưng điều này chỉ khiến người sau tức giận. Jennifer, với sự báo thù trong mắt, áp sát Anita, chuẩn bị giáng đòn cuối cùng, nhưng Chip bị thương đã sử dụng chút sức lực cuối cùng của mình và đâm Jennifer bằng một chiếc chổi trượt hồ bơi. Điều này làm Jennifer mất rất nhiều máu và trở nên yếu đi. Jennifer cũng vì thế mà đã rời khỏi đó. Sau đó, Anita chạy đến chỗ Chip và ôm cậu vào lòng. Cả hai có một cuộc trò chuyện cảm động trước khi anh ấy nhắm mắt. Anita, người hiện đang đau khổ và đầy giận dữ, chuẩn bị cho mình một kế hoạch báo thù. Vào nửa đêm cùng ngày, cô ấy đột nhập vào phòng ngủ của Jennifer qua cửa sổ và bắt đầu tấn công cô ấy. Một cuộc chiến khốc liệt đã xảy ra giữa hai người, nhưng Jennifer chiếm thế thượng phong bằng cách cắm răng vào vai Anita. Mặc dù vậy, nhân vật chính của chúng ta vẫn không dừng lại và cô ấy tiếp tục chiến đấu bằng hết sức lực. Tại một thời điểm, cô ấy đã xé được chiếc vòng khỏi cổ Jennifer, khiến Jennifer đứng hình trong giây lát. Tận dụng tối đa cơ hội này, Anita đâm vào tim Jennifer, cuối cùng giết chết cô một lần và mãi mãi. Một lúc sau, khi mẹ của Jennifer đến phòng, bà vô cùng kinh hoàng khi phát hiện ra Anita nằm trên thi thể không còn sự sống của con gái mình. Đây là lý do tại sao Anita phải vào trại tâm thần. Nó cũng được tiết lộ rằng cô ấy đã thừa hưởng một số siêu năng lực của Jennifer vì vết cắn trên vai của cô ấy. Trong cảnh cuối cùng, Anita sử dụng sức mạnh ma quỷ của mình và trốn thoát khỏi cơ sở tâm thần. Sau đó, cô ấy đi nhờ xe, nói rằng cô ấy đang theo dõi một ban nhạc. Cuối phim còn tiết lộ rằng Anita đã trả thù thành công bằng cách giết tất cả các thành viên của ban nhạc Low Soldier trong phòng khách sạn của họ. Bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.